cha đó là đạt đến cái quả vị niết bàn, là ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Cho nên những gì trong thế gian, nếu người thực sự tu tập đó, thì không có bị dính mắc, không có bị ràng buộc. Cho nên từ đó về sau mới vua chúa mới có sự kính trọng tăng ni. Đương nhiên cũng tùy theo những cái thời mà đạo Phật thịnh hành, như thời Đường, thời Tống vân vân, những thời hoàng kim của đạo Phật ở bên Trung Quốc, thì đương nhiên có rất là nhiều vị vua cũng là những vị đại hộ pháp. Nhưng mà bên cạnh đó, những cái lúc mà khi Khổng giáo hay Lão giáo phát triển thịnh á, thì đạo Phật bị suy yếu á, thì những vị vua, vị hoàng đế cũng ban ân cái điều luật lại để khống chế, kiềm chế người xuất gia, rồi sau này mới ban ra những cái luật lệ này nọ, chức tước này nọ đó ha. Nhưng mà đa phần đối với những vị vua, những vị hoàng đế mà là những Phật tử thuần thành á, thì thường có tâm hộ pháp, có tâm kính trọng đối với tam bảo, đối với người xuất gia, và thường xem những vị xuất gia như là những vị quốc sư, mình nói tiếng Anh là counselor đó, national counselor đó, những vị quốc sư đó, giúp cho vua những cái kế sách để mà trị quốc vân vân. Và đương nhiên đối với những cái vị mà thực sự tu hành đắc đạo đó, thì các ngài không có dướng mắt vào những cái danh vọng địa vị đó, dướng mắt vào những cái danh đó, mà vì là dướng mắt lại là bị kẹt. Chúng ta thấy đó, đó là một trong lý do mà tại sao sau này chúng tôi sẽ nói thêm đó, sau khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn đó, thì trong tăng đoàn đó không có một vị nào đứng ra thay Đức Phật lãnh đạo như khi xưa, vì Đức Phật ngài dạy đó, đối với người xuất gia đó phải lấy giới làm đầu, lấy giới pháp làm đầu, làm thầy của mình, vì ngài biết rằng đó, tâm chúng sanh còn cái tâm tham, còn cái tâm sân vân vân, và nhất là cái tâm tham, khi mà có quyền có thế trong tay rồi đó, thì dễ dàng bị mê mờ, bị lôi kéo, rồi quên đi cái việc tu hành của mình. Nên như tại sao đó, Đức Phật ngài dạy trước khi ngài thị tịch đó, nhập Niết Bàn đó, là phải lấy giới pháp làm đầu, phải lấy giới pháp làm thầy, chứ không ngài không có đặt hay nói ngài ca diếp hay ngài a nan vân vân là những cái vị mà thay Phật để hoằng hóa, để lãnh đạo tăng đoàn sau này. Và ngay cả ngài ca diếp được Phật truyền trao y bát nhường nửa tòa ngồi, mà ngài cũng không có nói rõ ngài ca diếp sau này sẽ lãnh đạo tăng đoàn, mà ngài nói rằng là phải lấy giới pháp. Cho nên trong đạo Phật lúc nào Đức Phật cũng nhắc người xuất gia cũng như là người tại gia phải chuyên chú vào cái sự tu tập của mình, chứ không có sự tranh giành quyền thế bất cứ ở đâu cũng vậy, từ trong gia đình, ngoài cộng đồng đến xã hội, trong hàng ứng xử cũng vậy. Mình nói là politics, chính trị, đây là cái sự tranh chấp quyền hành quyền thế. Trong gia đình cũng có bậc những thứ vân vân, rồi trong hàng ứng xử cũng vậy, cũng có nhóm này nhóm nọ, rồi đương nhiên cộng đồng và xã hội vân vân, có những sự tranh chấp đó thì do cái sự quyền lợi với nhau, chứ không phải khi nó có đảng phái này đảng phái nọ mới là chính trị, không? Nhưng Đức Phật ngài biết như vậy đó, khi mà có quyền thế rồi đó thì rất là khó mà tu tập. Cho nên Đức Phật ngài dạy trong kinh 42 chương đó, người mà có quyền có thế đó, rất là khó tu học. Rồi cũng từ chỗ đó, một trong 20 điều khó đó, nên lý do tại sao mà Đức Phật ngài không nói một vị nào là lãnh đạo tăng đoàn, mà chỉ nói rằng là lấy giới pháp làm thầy,
khác với những tôn giáo khác, có những giáo hoàng vân vân. Nhờ đó đó, trong đạo Phật theo cái thể chế dân chủ nhiều, không có phải là trung ương lập quyền, nhưng mà nhờ như vậy cũng đỡ, rất là đỡ. Nhưng mà dấu là vậy đó, nhưng mà cũng có những cái vấn nạn sau này ha. Thì nói tóm tắt lại đó, thì chúng ta thấy đó là từ thời mà ngài Huệ Viễn ha, ngài đối đáp với ông Tể tướng Hoàng Huyền ha, nói rằng là chư tăng không có cần lễ bái nhà vua, vua chúa ha. Và từ đó về sau ha, thì tùy theo cái thời, tùy theo sự thịnh từ sự suy của đạo Phật trong xứ sở đó ở Trung Quốc hoặc là ở Việt Nam vân vân, thì có những vị vua đại hộ pháp có cái tâm kính trọng tăng bảo ha, nên cũng từ đó mà có những cái vị đại hộ pháp ha, nếu mà họ biết rõ ha, cái sự tu tập của những cái vị xuất gia ha, rốt ráo thiết thực ha, thì lúc nào họ cũng có cái tâm hộ pháp, cái tâm kính trọng như vậy đó. Và đương nhiên đối với người xuất gia đó, Đức Phật ngài dạy trong kinh ha, cắt ái từ thân rồi, bỏ tất cả chuyện thế gian thế tục rồi đó, thì không có involve vô chính trị ha, không làm ăn buôn bán, không có làm những cái điều mà những người tại gia thường làm, nhất là chính trị. Vì khi mà có cái quyền thế rồi đó là rất là dễ mất mình, và nhất là khi mà nói về vấn đề chính trị đó thì có hơn có thua, có phải có quấy, có đúng có sai, nhưng mà đạo Phật là vượt qua ngoài cái, vượt lên trên cái sự đúng sai phải quấy hơn thua đó. Nên khi mà mình nhảy vào một cái thể chế này, nhảy một cái đảng phái này, thì mình đề cao cái đảng phái của mình và nói xấu đảng phái người khác, cái nhóm người khác vân vân, thì có cái tâm lượng như vậy là cái tâm phân biệt, cái tâm hơn thua phải quấy. Và khi cái tâm hơn thua phải quấy đó là nó trái với đạo, đó là ngược với đỉnh lời Phật dạy, là phải vượt lên trên cái sự thị phi, lược vượt lên trên cái sự tranh chấp của thế gian thì mới gọi là người xuất gia. Chứ còn mà nếu vẫn còn involve vô, vẫn còn nhảy vào cái vòng mà tranh chấp của cái việc mà bên này đúng bên kia sai, bên tôi là hay hơn bên kia là dở vân vân, đó cái tâm lượng như vậy là tâm tranh chấp, mà còn tranh chấp là còn khổ đau. Nó cái nguồn gốc khổ đau từ đó mà ra, nó không thể nào đi đâu. Và đối với người xuất gia là cái nhân là đầu tròn áo vuông, bỏ hết tất cả để từ từ tu tập, rũ bỏ hết tất cả phiền não, từ từ mới bước ra khỏi nhà lửa tam giới, đạt đến cái quả vị niết bàn. Cho nên người mà tu tập chân chánh đó, người xuất gia đó, là phải bước ra ngoài cái vòng tranh chấp đó. Đương nhiên á, nói như vậy không phải có nghĩa là người xuất gia đứng thờ ơ, nhìn những cái việc mà thay đổi trong cuộc đời, nhìn thấy dân chúng khổ não, chúng sanh khổ não, mà không có bước ra để mà giúp đời. Nhưng khi mà giúp đời rồi đó, thì sau khi làm tròn bổn phận của người con dân xong, thì trở lại cái việc mà tu tập của mình. Mình rõ nhất là các vị thiền sư vào những cái thời Đinh Lê Lý Trần, vào cái thời mà đất nước Việt Nam chúng ta bắt đầu độc lập đó, bắt đầu thời nhà Đinh, như là thiền sư Pháp Thuận. Thì khi mà nhà Tiền Lơi mới vừa được dựng lập đó, thường mời ngài vào triều để bàn luận việc chính trị, nhưng mà ngài cũng vào cũng giúp nhà vua đó,
nhưng không có nhận cái sự phong thưởng của nhà vua. Vì vậy cho nên vua Lê Đại Hành rất kính trọng và gọi là Ngài là Đỗ Pháp Sư. Ngài có soạn thảo những cái văn kiện, thư từ ngoại giao với nhà Tống. Và đối với Ngài Ngô Chân Lưu được vua Đinh Kim Tiên Hoàng phong cho làm đại sứ khuôn Việt, cái vị mà làm khuôn thức, khuôn khổ cho người Việt Nam. Chắc có lẽ là vị này có đức độ cao trọng vọng, cho nên được nhà vua, vua Đinh Tiên Hoàng đó đặt cho xưng tán cái pháp hiệu là khuôn Việt. Nhưng mà sau này đó Ngài cũng giúp vua trị vì, giúp vua làm những việc quốc sự. Nhưng mà sau này khi Ngài lớn tuổi đó, Ngài viện lý là già yếu nên từ quan, trở về chùa tu tập và để mà giải đạo. Rồi ngay cả thiền sư Vận Hạnh, chúng ta biết công của Ngài rất là lớn, hỗ trợ cho Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra triều lý đó. Và trước khi Ngài thiền tịch mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng đọc cái bài kệ mà Ngài trước khi thiền tịch đó, Ngài để lại cho những người đệ tử đó, thân như bóng chớp chiều tà, cõi xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Ngài nói rõ như vậy đó, thân như bóng chớp chiều tà, như buổi chiều mà có bóng chớp, cái sấm chớp lên để tắt cái, để sáng lên cái tắt. Thân của chúng ta cũng vậy đó, nó vô thường cũng vậy đó. Cõi xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, mùa xuân thì nó đẹp tươi tốt như hoa như lá đó, nhưng mà thu hoa rụng rời, mùa thu mình nói mùa thu lá bay đó, thu nó rụng rời, cái thân của mình cũng vậy, già rồi yếu. Xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy hạt xương rơi đầu cành. Đối với Ngài, chính trị hay những cái sự thịnh suy ngoài đời nó giống như những hạt xương rơi thôi, nó không có cái gì mà Ngài phải dính mắc hết trơn. Dẫu Ngài được xem như là vị quốc sư, dẫu Ngài có công lớn đưa Lý Công Uẩn lên làm vua đầu của thời nhà Lý, cho nên chúng ta thấy đó, các vị thiền sư mà đắc đạo á, các ngài cũng dấn thân ra giúp đời, giúp nước, nhưng sau khi xong rồi đó, các ngài trở về núi, trở về rừng, trở về chùa tu tập, chứ không có dính mắc vào danh vọng địa vị. Vì nếu mà còn cái sự dính mắc vào danh vọng địa vị á, thì đương nhiên là còn bị trói buộc trong cái dòng danh lợi đó. Mà khi còn bị trói buộc trong vòng danh lợi đó thì làm sao mà tâm mình được yên, bị đắm nhiễm vào những cái trần cảnh đó mà không thấy mình, thì làm sao mà trở về cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình. Nên các vị sẵn sàng ra giúp đời, nhưng xong việc rồi các ngài lại rút về để mà tu tập. Thì cũng có một cái câu chuyện là đời nhà gọi là Hậu Lê đó, vua Lê Hy Tông á, khi mà lên nắm quyền hành trong năm 1675 á, thì không biết cái nhân duyên gì đó mà nhà vua này đó ra lệnh phải bắt tăng đi hoàng tục hết, hoặc là phải đuổi họ vào rừng, vào núi mà tu tập. Thì có một vị thiền sư đắc đạo là Tông Diễn, cũng gọi là Tổ Cua. Vị này mới nghe cái tin đó, mới đến kinh, vào kinh đô để mà nói với nhà vua, và chuyển cái tâm nhà vua. Và sau này nhà vua
sám hối, mà có cái tượng đặc biệt là nhà vua quỳ xuống để tượng Phật lên, đó là cái tượng Phật sám hối ở chùa Hồng Phúc ở ngoài Bắc á. Thì nói về cái vị thiền sư Tông Diễn này rất là đặc sắc, rất là đặc biệt. Tại sao gọi là tổ cua? Vì lúc mà ngài còn nhỏ đó thì cha mất rồi, chỉ có người mẹ thôi. Thì bữa đó đó người mẹ mới mua cua đó, lúc đó ngài mới có 12 tuổi à, mua cua về rồi mẹ ngài dặn ngài ở nhà đó phải bóc con này nấu cua, nấu cua để ăn. Nhưng mà khi mà mẹ ngài đi ra ngoài đó, ngài thấy những con cua này nó sủi mọt, sủi bọt mép lên đó, thì ngài thấy, ngài nghĩ rằng là chắc mấy con cua này nó khóc vì 12 tuổi mà đục nhỏ mà nghĩ như vậy đó, nên ngài không có dám nấu luộc những con cua này, ngài mới thả. Rồi sau khi mà thả xong đó, mẹ ngài về thì mới hỏi ồ sao không có nấu cua ăn. Thì ngài mới nói cái câu chuyện vậy đó, mình mẹ ngài mới đánh ngài, rồi ngài mới sáo khóa bỏ chạy vô chùa xuất gia luôn. Và sau này đó, khi mà ngài xuất gia một thời gian rồi đó, ngài trở về làng, đi ngang qua một cái quán đó, thấy một cái bà lão bán nước đầu đường á, thì mới đến đó mới hỏi han. Thì bà lão mới nói là tôi già rồi, thời xưa tôi có đứa con mà vì tôi đánh nó cho nên nó bỏ đi đi đâu rồi, không biết nó đi đâu nữa. Thì lúc đó ngài mới biết rằng ở đây là mẹ của ngài, cho nên ngài mới dùng cái nhân duyên từ từ mới nói bà, nếu bà có muốn về chùa không, thì về chùa thì quý thầy sẽ nuôi bà, thì bà ta cũng chấp nhận. Thì ngài đưa mẹ ngài, mà lúc đó ngài không có nói bất cứ chư tăng nào trong chùa là đó là mẹ của ngài. Thì ngài mới dạy bà ta, nói bà ta đó nhổ cỏ trong cái khả năng của bà ta, quét dọn trong chùa cái khả năng của bà ta. Thì sau khi mà mẹ của ngài mất đó, ngài mới nói trước tăng chúng đó, đây là mẹ của ngài. Và ngài mới nói rằng là nếu mà do cái đức độ tu hành của ngài đó thì minh chứng được là một người tu mà có thể độ được chính đời cha mẹ đó, thì xin cái quan tài nó được nâng bổng lên. Thì ngài khấn nguyện như vậy đó, cái quan tài được nâng bổng lên, thì hồi sợ từ từ hạ xuống. Thì do cái đức của ngài đó nên ngài độ được người mẹ, và sau này á cái chỗ cái quán mà bà mẹ của ngài bán á cũng được làm cái chùa. Thì trở lại đó, khi mà ngài nghe cái câu chuyện là nhà vua bắt tăng ni hoàng tục hay là đuổi tăng ni vào rừng và núi tu đó, thì ngài mới xuống xuống núi, ngài mới viết cái lá thư để trong cái tráp đó, để trong cái hộp á, thì mới đưa cho quân sĩ á, mới dặn rằng đó, đây trong cái hộp này có một viên ngọc quý báu, nhà vua phải trai tịnh trong suốt 3 ngày, hoặc là một cái vị thần quần thần nào, vị quan nào phải trai tịnh, giữ giới trai tịnh trong suốt 3 ngày đó, mới cầm cái hộp này, trong đó có cái hạt ngọc đó, mới đưa lên nhà vua. Thì ngài dùng cái phương tiện đó đó, sau khi mà nhà vua nhận được cái hộp đó, mở ra chỉ thấy một cái tờ giấy tấu trình, đại khái người nói rằng là xưa kia vào thời Đinh Lê Lý Trần, là các vị vua, các vị hoàng đế đó kính trọng Tam Bảo như thế nào, và hướng dẫn dân chúng quần thần tu học như thế nào, giữ được cái hạnh phúc an lạc cho dân chúng như thế nào. Ngài nói rất là rõ, dùng những cái từ ngữ, những cái văn từ rất là thâm thúy đó, làm cho nhà vua bừng tỉnh. Lúc đó đó nhà vua mới mời ngài vào, mới hỏi Phật pháp, rồi từ đó nhà vua mới khởi tâm sám hối mà kêu thợ đó khắc cái tượng của nhà vua, quỳ xuống, ở trên đó có một tượng Phật. Nên nào tôi nói đó, ở chùa Hồng Phúc vẫn còn cái tượng đó đó, tượng nhà vua sám hối đó. Thì trở lại đó, chúng tôi muốn nói lại những cái điều này để chúng ta thấy rằng đó,
là bắt đầu từ bên Ấn Độ, không? Từ thời Đức Phật còn tại thế, không? Thì cái truyền thống đối với vua chúa kính trọng Chư Tăng, dẫu họ có là gì trước kia đi nữa, nhưng khi họ xuất gia rồi cũng được cái sự kính trọng bình đẳng như nhau, bình đẳng như các vị khác. Rồi khi mà Đạo Phật truyền qua bên Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy đó. Nhờ cái đức tu của Chư Tăng, Chư Tăng Ni, những người xuất gia, cho nên có rất là nhiều vị đại hộ pháp là vua chúa, nên Đạo Phật mới được hoàn truyền đến bây giờ. Và tuy rằng là người xuất gia không có dính mắc vào chính trị, không dính mắc vào ngoài đời, nhưng khi mà đất nước có hữu sự, phải cần cứu giúp dân chúng, thì các ngài cũng bước ra hành hạnh Bồ Tát để mà giúp các vị vua, các vị hoàng đế, để đất nước được thanh bình. Rồi sau khi đất nước thanh bình, các ngài rút về rừng, rút về núi, hay trở về chùa mà tu tập tiếp, chứ không có dính mắc vào cái dòng danh lợi, địa vị. Cho nên chúng ta thấy đó là cái đường hướng của những cái vị cao tăng đắc đạo, đó là những cái tấm gương lành thiện cho chúng ta. Và đương nhiên khi mà hiểu được như vậy đó, nhất là hiểu cái ý nghĩa của người xuất gia, thì chắc chắn là không có cần thiết để mà involve vô những cái chuyện ngoài đời, chính trị hay làm ăn buôn bán vân vân. Càng involve vô chừng nào mình càng mất mình chừng đó. Như nãy tôi trình bày đó, như trong cuộc sống hiện tại như Mỹ chẳng hạn, có hai đảng chẳng hạn, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, nếu mình nghiêng bên này thì bỏ bên kia, nghiêng bên kia bỏ bên nọ, đó là cái tâm phân biệt. Mà khi có cái tâm phân biệt như vậy đó, người theo đảng phái mình đó, thì mình hỗ trợ người khác đảng phái mình đó, thì mình chửi mắng vân vân. Có cái tâm như vậy thì không thể nào mà giúp tất cả mọi người hết. Cho nên đối với người xuất gia là phải đứng lên trên những cái sự phân biệt như vậy, những cái đảng phái chính trị như vậy. Đương nhiên nếu có hữu sự, quốc gia, xã hội, cộng đồng có vấn đề gì, có hữu sự gì, mình cũng phải involve, người ta phải bước ra để mình giúp. Nhưng giúp xong rồi phải trở lại cái sự tu tập, chứ còn không để bị sự lôi kéo trong đó. Đương nhiên sống trong cái xã hội nào cũng vậy, mình nói câu là nhập gia tùy tục mà nhập gian tùy khúc, mình cũng phải có những sự giao tế với chính quyền, những người dân bản xứ vân vân, để một phần cũng gieo duyên đạo với họ, một phần cũng giữ cái thâm tình đó để mình có cái thuận duyên mà mình hoằng pháp, chứ không phải là cô lập, tự mình cô lập rồi mặc ai sống chết mặc ai. Nên cũng phải có sự uyển chuyển đó, nhưng cái lập trường chính là không có involve vô chính trị, không có lo những cái việc mà làm ăn buôn bán như người đời, có sự tranh chấp, có sự lời lỗ, có sự hơn thua, có sự đúng sai, hay có sự bạn và thù vân vân. Người xuất gia phải vượt lên ngoài những cái sự tranh chấp đó. Nên ngay cả chính bản thân chúng tôi cũng vậy đó. Thì đôi khi cũng có những cái lá thư ở vùng á, theo cái luật á, là họ gửi mà mời mình làm những cái bồi thẩm viên, cái đó cái bổn phận mình gọi là jury duty, những bổn phận phải làm những cái bồi thẩm viên. Thì quý vị chắc biết ha, có bồi thẩm đoàn trong một cái trường hợp nào ha, ở tòa án á, theo cái tinh thần dân chủ á, là không phải chỉ riêng ông chánh án ha, quyết định cái việc đó đó, cái án đó là tội hay không tội, mà bên cạnh đó cũng có những người bồi thẩm viên, bồi thẩm đoàn với cái tâm trung thực, cái tâm không có phân biệt ha. Người có tội, người không có tội, chỉ xem cái vấn đề đó thế nào thôi. Mình nói chung đối với người xuất gia chúng tôi đó, không thể nào involve vô được cái vấn đề là suy xét người này tội hay người này không tội.
Nên những cái lá thư đó về chúng tôi cũng deny, cũng nói rõ họ là tôi là người theo Đạo Phật, không có involved vô những chuyện đó. Và họ cũng chấp nhận. Vì chúng ta biết đó, cũng có phần cái duyên lành đối với xứ Mỹ này đó. Thì đối với người về người theo tôn giáo đó, nhà không phải chỉ theo Đạo Phật không thôi, mà bất cứ tôn giáo nào, nhà thờ hay nhà chùa hay là bất cứ cái cơ sở tôn giáo nào đó, đều được miễn thuế. Do đó là cái quyền lợi của những người mà làm việc tôn giáo đó ha. Nên họ cũng khuyến khích hỗ trợ cái việc tu tập hay cái việc mà giảng kinh thuyết pháp vân vân của bất cứ tôn giáo nào, chứ không phải riêng Công giáo, Tin lành vân vân. Nhưng cái quan trọng chính tôi muốn nói đó là không có, đối với người xuất gia, đối với chúng tôi nhìn không có nên involve vô chính trị. Chỉ khi nào có chuyện gì cần mà mình cảm thấy mình giúp được phần gì mà đem lại lợi lạc cho nhiều người, cho quần chúng á, mình nên giúp. Giúp rồi mình trở lại cái việc tu tập của mình thì mới giữ được cái cách sống của người xuất gia. Bằng không đó là mình quên đi cái bổn phận của mình, involve vô những cái chuyện mà danh lợi địa vị đó, đó là bất mình. Những cái đó là cái sự mình nói cũng phần là cái cám dỗ lôi kéo mình. Mình involve vô rồi có sự thị phi hơn thua phải quấy đúng sai bạn thù vân vân, là mình có cái tâm như vậy không thể nào mình giúp được ai hết trơn đó. Cho nên lý do tại sao mà chúng ta hiểu hơn, khi hiểu rõ cái nghĩa xuất gia rồi đó thì những chuyện đó không có quan trọng đối với mình. Nhưng mình cũng phải biết cái bổn phận của mình cũng phải có sự giao tế hơn. Cũng phải sống hài hòa với những người xung quanh. Nên đó là điều mà chúng tôi nhận thấy rồi. Cộng thêm một cái vấn đề nữa chúng tôi muốn nói, chúng ta học, chúng ta hiểu rồi từ cái thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ, khi Đạo Phật phát khởi bên Ấn Độ, rồi truyền qua bên Trung Quốc, Việt Nam, rồi bây giờ qua bên Tây Phương. Tự nhiên đối với truyền thống Đông Phương như bên Ấn Độ, bên Trung Quốc, bên Việt Nam, cái vấn đề lễ giáo rất là quan trọng. Như nãy tôi trình bày đó, Đức Phật dạy những vị vua đại hộ pháp của Đức Phật đó, thế nào phải có sự kính trọng tăng bảo thế nào. Rồi khi Đạo Phật truyền qua bên Trung Quốc, nãy chúng tôi kể đó, những vua chúa đại hộ pháp cũng biết những cái lễ nghĩa đó. Rồi qua bên Việt Nam cũng vậy, những cái vị sư đắc đạo, những vị thiền sư đắc đạo, vị cao tăng thật học được kính trọng những vị quốc sư hay là hộ trì cho cái xứ sở đó đó, như qua cái truyền thống đó. Nhưng bây giờ khi mà Đạo Phật truyền qua bên Tây Phương, hay là nhất là xứ Mỹ này đó, cái lễ giáo đó đó thực sự đối với người Tây Phương rất là xa lạ. Họ không có cái điều đó. Ngay cả cái ngôn ngữ cũng vậy. Ngôn ngữ hâm thôi tiếng you, me, I and you vân vân, nó không có những cái thứ lớp như truyền thống A Đông của mình. Nên thực sự đối với người Tây Phương họ không có quan trọng. Nhất là ngay cả những người mà họ có quy tam bảo, hoặc là họ xem họ là người Phật tử thuần thành chân chính đi nữa đó, cái việc mà kính trọng nhất là tăng bảo người xuất gia đối với họ rất hiếm, rất ít. Vì đối với họ đó, cái việc mà xuất gia không cần thiết nhiều. Đối với mình ha, người Việt Nam ha, thấm nhuần cái truyền thống văn hóa Đạo Phật rồi đó, là Đức Phật ngài dạy ha, chúng ta thấy rõ những cái việc mà chúng ta khổ đau cũng từ cái sự trói buộc, mà nói tóm tắt là năm cái dục lạc đó, tài sắc danh thực thùy đó, tiền tài vật chất đó, sắc đẹp, sắc tướng, danh vọng, địa vị, thức ăn nước uống và sự ăn chơi vân vân. Những cái này, năm cái dục lạc này nó trói mình, cho nên mình phải bước ra, mình phải bỏ, xả bỏ những cái sự trói buộc này.
thì cuộc sống mình mới thanh thản.